À, cho con hỏi năm nay bạn nhiêu tuổi anh ngoại? Ngoài ơi, cho con hỏi thăm tí được không? Mấy người như thế này quý vị ạ, rất là khó hỏi thăm nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Thấy già mình hỏi thăm, mình quay chút xíu á là rất khó khăn ha. Theo bà coi bà làm như mới đi nhặt ve chai là năm nay không biết bao nhiêu tuổi để mình hỏi thăm tiếp cận bà coi là năm nay bà bao nhiêu tuổi ha mọi người. Ngoại ơi, bà rất là khó tiếp cận ha mọi người. Bà đi nhặt ve chai như vậy nhưng mà mình muốn hỏi thăm bà khó lắm. Ngoại ơi, ngoại tấp dưới đây nghỉ con hỏi thăm chút xíu được không? Con hỏi thăm ngoại chút xíu được không? Ngoại vô đây nghỉ đi. Thế con hỏi thăm tí thôi. Dạ. Không, con hỏi thăm ngoại bao nhiêu tuổi mà ngoại năm nay bà ngoại bao nhiêu tuổi á? Tôi năm nay 77 tuổi. 77 hả bà? Bà ngoại kéo xe vô đây đi, con hỏi thăm chút xíu, con quay ngoại chút xíu được không? Để ngoài cho con ít thời gian con quay ngoài chút xíu được không? Quay làm gì? Con quay con đưa lên YouTube con coi có giúp đỡ được ngoại tí gì không á. Để con đi quay mấy cái hoàn cảnh gọi là già cả, già lớn tuổi á. Thì con dạ. Không sao hết, ngoại cứ yên tâm, con ở đây là đường mà, con đâu có ấy đâu, ngoại cứ vô trong này ngoại nghỉ đi, ngoại có cái gì đâu mà sợ. Thế con kéo xe vô trong ngoài nè. Đi. Ngoại hôm nay 77 hả ngoại? À. Ngoại kẹp cho con này nha. Không, cái này cái micro nó nói thôi chứ không có gì hết á, cho nó rõ ấy. Thì ngoài nói to nên là được rồi, con cầm ngoài cầm ngoài nói cũng được mà. Ngoài hôm nay 77 hả? Vâng. Mà ý là bây giờ ngoài sống mình hay sống với ai? Độc thân. Con độc thân hả? Ngoài có nhà, ngoài có nhà cửa hay là như thế nào không? Có ở cái trời trước ngõ nhà con em út ấy. Dạ. Ngoài nó to chút xíu được không ạ? Nói vậy thôi. Nó ồn đấy. Ngoại cho con hỏi là năm nay ngoại 77 tuổi độc thân. Ngoại ở là ở nhà ai? Ở nhà con em, ở cổng nhà con em út. À. Dạ. Ừ. Ngoại đi bán cái này một ngày ngoại nhặt được bao nhiêu? Không phải nhặt đâu, đi mua rồi đi nướng. À. Rồi giá hả? Thì cứ một tuần nữa thì tuần với hơn tuần mới được xe. Tuần hơn tuần được xe mà. Một tuần thì ngoại gom được bao nhiêu, khoảng bao nhiêu ngoại? Chả ăn chứ có gì đâu. Mua người ta nhiều người, người ta bán mình có khi mình mua còn nổ ạ. Vâng. Vậy thì tính ra bình quân một ngày ngoại được khoảng bao nhiêu? Làm gì được 50 ngàn, 40 ngàn đi chứ. Vâng. Có khi không được đâu. Tại vì hơn một tuần nãy mà cái này đâu có được bao nhiêu đâu. Giấy này.
Nhà nhà ngoài ở chỗ nào vậy? Trên nẻo năm này này, đi đường bên trong trường cấp 2 á. À, trên trường cấp 2. Vâng. Mà ngoài ngoài kéo xe từ đấy xuống đây luôn. Vâng, vẫn kéo chứ. Xa nữa. Khỏe, năm nay 77 tuổi rồi. Dạ. Năm nay bà ngoài 77 tuổi rồi mà vẫn kéo xe từ trên nẻo năm xuống đây được. Cũng xe tính ra từ đấy đây mấy cây chứ nhỉ? Đâu tới. Gần 2 cây á. Chưa tới 2 cây đâu, đầy đủ à? Tại vì vào trong ra mà, trong trường cấp 2 mà. Được hai nhà bạn biết mà. Vâng, đó. Ngoại tên gì? Tên là Trần Thị Mận. Trần Thị Mận. Ở bên Thanh niên xung phong đó mà họ có giúp đỡ được cái gì đâu. Thì con hỏi thăm ấy là con ý là cái số nhà chú ấy vừa ngoại ở đồng để mà giúp lúc nào mà con rảnh á. Thì con ghé cho con quay cái hoàn cảnh của ngoại ngoại coi con giúp đỡ được coi có ai giúp đỡ được tí nào không. Chứ con thì con đi quay thôi. Con đi tìm hiểu con quay có những hoàn cảnh như vậy để quá thì bọn có gia đình mở trong người em à. Ở cái tròi ở cổng nhà nó chú cũng không ở chung không ở chung người em à là ngoài ở cái tròi thôi hả? Vâng, em út. Em út ở chung người em út à. Mà người em năm nay bao nhiêu tuổi, có gia đình gì không ngoại? Không. Nó còn ba bốn ba đứa lớn rồi. Con lớn rồi, ông mọc. Con út nó có còn 2-3 tuổi rồi. Vậy ngoại cho con hỏi là ngoại ở riêng hay là ngoại ở riêng? Ở riêng à? Mình tôi ở ấp 5 mà trường ở gì? Ấp 2. Ấp 2 lấy trường ngoại nó trường gì đó? Trường cấp 2. Trong trường cấp 2. Đây xóm làng ai mà không biết hết chứ. Đến mất đúng không ngoại? Vâng. Mà cái ở bên thanh niên xung phong này này thì đợt vừa rồi họ kêu tôi về làm mà làm huy chương, nhưng mà tôi về thì ở trong này làm rồi mà có thấy được cái gì đâu. Cách đây 7 năm nay rồi là cái ông đội trưởng đó ông nói là hy vọng là cả một cái xã Na Ngà này, một cái Phú Ngọc này được có mình cô này ưu tiên, mà có được cái gì đâu, lấy quyết định lâu rồi mà có thấy được gì đâu. Vâng, thì cái đấy thì con không biết, tại vì bên nhà nước người ta làm thế nào con không biết, nhưng mà con đi quay này là con quay cái kênh của con đấy, con ấy quay cái kênh của con thôi, con đăng lên thôi, chứ con không có biết ở bên nhà nước người ta giúp đỡ ngoại như thế nào thì con không biết, nhưng mà con này đi quay cái kênh này để con đăng lên rồi sẽ có, nếu như có Mạnh Thường Quân này kia người ta giúp đỡ cho ngoại ấy, thì con sẽ gửi cái số quà đấy đến cho ngoại. Con chú kêu con... mà con sợ lắm. Em sợ, em chạy. Không phải, không có phải sợ gì đó. Tại vì nói chung là giữa đường, giữa trá này thì đâu có ai làm gì được ngoại đâu. Đó. Ngoại cứ yên tâm, nếu mà con muốn hại ngoại hay gì kia thì con đi vào trong chỗ vắng, chứ làm sao mà giữa đường với trá này ai hại ngoại được. Con nãy con đi xuống cấp 2, con đang kiếm cái gia đình mà hồi hôm bữa con thấy có bạn con nó đưa cho con là anh tên Hùng. Và thường gọi tên sắc ấy, mà có ba đứa con mà anh mới bị mất đi này. Bây giờ con vô trong này là có cái ông mà hành tích là có người con mà bị tai nạn lâu rồi tê liệt luôn à. Nằm chỗ yếu chỗ ăn năm sáu năm rồi. Dạ. Giờ con vô trong đó giờ ba bác đi bộ gì thì đi nhá, được chưa? Dạ thì ngoài cứ ấy đi ngoài đi, cho con hỏi chăm chút xíu là từ cho con hỏi thăm biết là ngoài có biết cái anh nào mà ở cũng ở ấp 2 luôn mà tên thường gọi là tên sắc á, mà có ba đứa con mà mới bị anh bị cái tai nạn mới bị mất đây nè. Ai ta? Chắc phải bà Bảo á. Bà Bảo vỡ bỏ rồi, giờ còn chỉ còn ba đứa con với anh mà anh mới mất đây được mấy ngày này nè. Không ở đây không có. Không nghe thấy. Ấp 2, tại vì bạn con nó xuống tận nhà nó quay video rồi nó cũng đưa cho con rồi, nhưng mà nó nói là ở ấp 2 xã Na Ngà. Và anh tên, nếu mà tên thật phải là tên Hùng, nhưng mà thường nó gọi là tên Sắc. Báo tàng. Hình như cháu phải ở dưới này. Ở trong nuôi ấp 3, nuôi nhà 3 ấy. Đó. Vậy là ngoài mấy giờ ngoài về trên kia được? Ở trường cấp 2 đi đúng không? Không, đi vào. Đi vào xe không ngoại? Đây vô trường. Cái đường hồi nãy con thấy đi ngoại đi ra chỗ ngay chỗ cái công viên ngay trên này đúng không? À, đúng rồi, đâu. Cái đường đấy đúng không? Trong đường phía trang đi vào.
Vâng, vâng, ngoại tên ngoại tên mật đúng không? Hỏi ai cũng biết đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng, rồi ngoại con xin phép ngoại, ngoại đi đi chút xíu rồi con ghé ngoại nha. Giờ con có điều kiện, con có xe, con chở bác vô trong nhà ông bà đó. Ở đây hả? Ở trong này chút xíu. Có đây, con xe con đây, con chở bác đi. Bà nó chồng phải chết rồi, chồng phải chết rồi, còn hai người em, hai anh em. Dạ. Mà thằng thằng lớn bị tai nạn, là nằm 6 năm rồi. Vâng. 6-7 năm rồi mà giờ nằm liệt chỗ tội. Mà hồi trước bác bắt qua TV á, con lên mạng á. Con lên mạng bắt điện thoại cho cái người mà cũng quay như con vậy đó. Dạ. Để người ta hỗ trợ, để người ta có mạnh thường quân có cho được cái gì á, để cho mà bác bị không được. Không, tại vì bác biết làm sao không? Có những lúc người ta ở những cái kênh YouTube đó, người ta ở xa, bác coi người ta ở xa, hoặc là người ta chặn một chiều á,